ngày hai. hai. tết tế. cái đầu tiên chúng tôi đầu tiên dạ? cái số đầu tiên thưa quý vị tôi, tôi, tôi uh, bác sĩ Morita uh, đại diện cho công ty dược thảo princess lifestyle tất cả ban giám đốc anh chị em uh, trong công ty chúng tôi xin uh, kính chúc quý vị có một cái năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe với công ty chúng tôi cũng cảm ơn quý khán thính giả gần xa tức là bên hoa kỳ này canada bên úc hoặc là bên âu châu bên việt nam tất cả các nơi đã dùng đã ủng hộ cho công ty chúng tôi đã uống thuốc công ty chúng tôi trong suốt bao nhiêu năm qua tôi rất là cảm ơn một lần nữa đại diện công ty tôi cảm ơn thứ nhất thứ hai nữa là tôi hứa là trong năm tới này tôi, tôi sẽ nghiên cứu thêm nhiều loại thuốc có thể là sẽ là tốt hơn hay hơn Uh, hữu hiệu hơn nữa để phục vụ cho quý vị uh, trong những ngày tháng sắp tới một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho công ty A Princess Lifestyle. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Hôm qua không biết bác sĩ có đón uh, Tết ở đâu không ạ? Giao thừa và mùng 1 Tết ở đâu? Yeah, không tôi không? ở nhà thì coi TV tức là xích qua xích lại hai cái đài đó cô Lumi Linh. Yeah. Yeah. Tức là đài Little Đô TV với lại đài um, đài số năm bảy chấm tám, dạ, dạ, cái xuất xuất lại thì, à bên... cái chương trình đón giao thừa đó, bác à, đón đón giao yeah, thừa đó, yeah. thì tôi thức tới một giờ, dạ yeah. 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 thưa. vì à, năm nay thì à, nếu quý vị để ý thấy thì dưới truyền hình công tv tổ chức chương trình đón mừng à, giao thừa và năm mới tại chùa Huệ Quang à, thì cũng như mọi năm, nhưng mà năm nay thì vui hơn à, vì lý do đó là thời tiết ấm cúng hơn và đặc biệt là vào ngày giao thừa thì không có mưa nữa, thành ra chúng tôi lại thấy là số lượng à, quý à, à, bà con đồng hương À, khán giả đến rất là đông à, thậm chí là sau giao thừa mà chúng tôi muốn lấy xe ra để mà đi khỏi cái khu vực à, phải nói là lễ hội đó thì cũng rất là khó khăn vì à, cảnh sát đã chặn nguyên một cái quãng đường như vậy để cho người ta đốt pháo thoải mái <laughs> ngày chỉ có đốt pháo ngày đó giờ đó thôi trong trong cái khoảng đường đó mà thôi. Tôi, yeah. không, tôi không không biết là lý do làm sao mà tôi thấy có những máy camera quay từ trên cao quay xuống vâng tức là năm nay thì Lido Sài Gòn TV có những cái drone đó thưa bác sĩ yeah. à, thì có một cái bộ phận có một người điều khiển từ trên cao phải không à wow. thành ra có thể quay toàn cảnh vì thấy toàn cảnh của chùa Hải Quang đó yeah. là cái máy camera của đài Lido Sài Gòn TV nhưng mà Phạm Khanh ngồi bên trong cái xe mà control À, những cái shot đó như vậy đó thì phải nói là nghe anh Bình là người điều khiển đó nhiều khi cũng phải la lên nó bay cao lên bay cao lên <laughs> tại vì ở dưới bắn phá bông lên <laughs> oh. <laughs> cao quá sợ đụng vô cái cái camera bay ở trên anh thử ra vừa bay mà vừa quay phim mà phải vừa né phá bông nữa à, nhưng mà cũng rất là vui bởi vì mà ngày hôm đó thì lần đầu tiên vì được thấy một cái shot từ ở trên cao yeah. thảo màu cái video clip từ trên cao chiếu xuống thấy toàn cảnh người ta đốt pháo trời đỏ rực ở bên dưới hết rất là vui rất là hay và năm nay thì uh, hy vọng rằng là, là với những cái điều thuận lợi trong cái uh, đầu năm mới thì uh, cũng xin chúc cho tất cả quý vị uh, mọi gia đình uh, đều được uh, bình an và cũng như là sức khỏe và thành công trong năm mới, còn cũng chúc cho các cháu học sinh và uh, năm nay sẽ đạt nhiều thành tích hơn. Uh, các bạn sinh viên uh, chúng uh, mà vừa học xong uh, trung học thì cũng sẽ chọn được uh, trường tốt, được nhận vào những trường tốt để mà có ngành nghề À, tốt đẹp trong tương lai các bạn sinh viên mới ra trường thì cũng tìm kiếm được cái công việc làm tốt đẹp làm vui lòng cho cha mẹ và cho chính bản thân mình nữa điều đó thì chắc có lẽ là mọi người ai cũng uh, mong muốn yeah. năm nay bác sĩ mong ước điều gì vậy, thưa bác sĩ cách lớn nhất vẫn là sức khỏe bảo vệ sức khỏe, khỏe, sức khỏe sức thưa khỏe. anh yeah. mình có sức khỏe thì mình mới giúp mình mới giúp cho đồng hương mình được thôi thấy dạ. thấy bao nhiêu năm qua thì lúc nào tôi không ngần ngại gì hết á yeah. tức là lúc nào quý vị gọi tôi sáng trưa chiều tối nhiều khi bên bên Mỹ này thì 12 giờ khuya nhưng mà những nước khác nó còn rất là sớm nên người ta gọi vô thì tôi cũng trả lời. Nhiều khi 3 giờ khuya người ta cũng gọi tôi tôi cũng trả lời. Nhưng mà mình đang ngủ thì mình mình cũng giật mình thức dậy mình nghe điện phone, cũng trả lời mà không có không có ng ngáy ngủ. Giờ yeah. Người ta người ta ngại đó không canh biết. không? Yeah, đúng rồi. Mình cũng trả lời một cách rất là, rất là ở trong trong tình với tất cả mọi người hết đó. chứ không phải là ừ quý tôi quý vị ơi, tôi đang ngủ tại sao quý vị gọi tôi là không có chuyện đó. Nhưng mà bác sĩ trả lời xong đôi khi cái câu một cái câu chuyện những cái thắc mắc của người ta nó kéo dài tới cả tiếng đồng hồ vậy sau bác sĩ làm sao ngủ lại được? Thì nhiều khi mình phải chấp nhận thôi không. Yeah. À, mình giúp ra thì mình phải giúp cho tốt. Dạ. Yeah. Yeah đôi khi người khách người ta đâu có hỏi một câu, yeah, thế người ta đúng. người ta hỏi cả 10 câu rồi bác sĩ giải thích, rồi yeah. là còn đủ các những cái vấn đề khác xung quanh nữa. Đôi khi một cái câu chuyện của bác sĩ đến cả tiếng nửa tiếng. Yeah, không sao cô, tại vì cái đó là cái nghề, nghề bác nghiệp bác sĩ nghiệp của mình rồi. như vậy. Yeah. Cho không. nên bác sĩ cũng cần phải có thuốc ngủ. tôi tôi có trong cuộc đời làm bác sĩ tôi mấy chục năm rồi, nhưng mà tôi chỉ có bị một người cầm lên. Yeah. Tức là tại vì người ta gọi không có đúng lúc là mình không bắt phone được giống như là bây giờ mình đang ngồi trên TV đây. Yeah. Cái rồi nhắn vô máy nói. Uh, bác sĩ không có lương tâm gì hết đó bác sĩ uh, tại sao tôi gọi bác sĩ bác sĩ trốn tôi à. à, kính thưa gì tôi không <laughs> tại vì tôi bóc phone không được chứ anh đọc yeah. thầm canh thấy cô luôn lên thấy không yeah. lúc nào ai gọi đến tôi đó thì tôi sẽ trả lời ngay lúc đó hoặc là tôi tôi uh, bận lúc đó thì chút xíu tôi cũng phải gọi lại chứ không bao giờ tôi tôi ngoại trừ mà tôi không có thấy cái miss call thôi yeah. chứ lúc nào tôi cũng gọi điện thoại hết đó nhưng mà cái bà đó tôi mới nói là tôi mới gọi lại tôi nói chị tôi nhắn máy tôi không nói chị không nói chị nếu mà chị nói là tôi là bác sĩ không có lương tâm, không ra lời cho chị đó, thì tôi nghĩ trên đời này đó không có bác sĩ nào có lương tâm hết. Tại vì thật sự anh Thẩm Khanh thấy là 7 ngày một tuần, 24 tiếng đồng hồ, lúc nào tôi cũng nhận điện thoại của tất cả mọi người mà tôi cho số điện thoại cầm tay của tôi rồi cho số điện thoại của công ty rồi cho số điện thoại phòng mạch nữa thì quý vị chắc chắn là quý vị sẽ gọi được tôi trả lời. Nhiều khi các bác lớn tuổi vì những cái cơn bệnh như là những cái bệnh đau nhức này kia đó, yeah. nó đến cách bất ngờ bất cứ lúc nào. Thử ra cứ phải gọi bác sĩ để mà cảm thấy yên tâm hơn, để được hướng dẫn chữa bệnh hơn. Thành thử ra là nhiều khi nó có những cái bực bội trong lòng như vậy thì thôi bác sĩ cũng với cái nghề của mình thì thôi cũng thông cảm cho những trường hợp đó. Ai đau đớn qua rồi thì ta cũng biết được là cái sự đau đớn nó làm cho cái cơ thể nó không có được thoải mái và nó gây ra bực bội mỗi chuyện hết không phải là với bác sĩ không mà với những người thân trong gia đình phòng Khanh cũng có những người lớn tuổi bị bệnh trong gia đình đó yeah. khó chịu vô cùng à, nhưng mà khi mà mình cũng bền bệnh rồi đó thì mình mới hiểu được là à, cái bệnh nó làm cho mình cơ thể mình nó mệt mỏi nó dễ quạo quọ làm biến nói lắm mình nói một lời mà ai không hiểu hay là một cái gì đó chứ mình cảm thấy bực dọc lắm cái đó là cái cái chung của những người bệnh bởi vì người ta muốn gọi là bệnh mà <laughs> ở đây, trong cái lúc mà mình trả lời đó mà mình giúp được người ta nhiều đó mình, dạ vâng. mình trong cái lòng mình cũng cũng cảm thấy mình phiêu hứa lắm chắc chắn dạ, dạ. tại vì mấy chục năm là có một người cầm lên thôi thì cũng cái đó là coi như không có gì với lại mình thông cảm cho anh ta người ta bệnh hoạn như anh làm rồi đó. Dạ. người ta rất là trong lòng người ta không có được vui hoặc là ta cầm, người ta lo lắng đó thôi dạ. anh dạ. dạ. cũng được biết là trong cái lễ giao thừa vừa rồi đó thì quý vị biết có một số vị đọc báo chí để xem có một số bác sĩ là họ không có thời gian đón giao thừa năm mới với gia đình nữa vì phải trực trong những bệnh viện, nhất là những bác sĩ trực trong những khoa cấp cứu. Để mà cứu những sinh mạng người ta thì lúc nào tai nạn rồi rủi ro đủ thứ bệnh hoạn đi đều xảy ra hết, nó không có chờ đợi thời điểm giao thừa hay năm mới để mà nó tránh né cái chuyện bệnh hoạn hết. Hẳn là các vị bác sĩ là những người rất là stress họ phải xa gia đình vào những thời điểm thiêng liêng nhất trong năm rồi thì là phải ở lại trực ở bệnh viện để mà túc trực chữa trị cho những người bệnh nhân có những người phải nói là thập tử nhất sinh cứu sống những sinh mạng thành thử ra cái nhiệm vụ chúng ta thông cảm hiểu cho những cái nhiệm vụ thiêng liêng đó phải không ạ thì chúng ta thông cảm hơn nhất là trong năm mới này. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ. ạ à? hy, yeah. hy vọng là trong năm mới này sẽ có nhiều người hiểu bác sĩ hơn. Và bác sĩ cũng sẽ có cơ hội để mà giúp đỡ nhiều người hơn. Nhưng mà hôm qua bác sĩ là ngày mùng 1 Tết. Có khách gọi bác sĩ hỏi về bệnh không ạ? Dạ có. có luôn ạ. Khó khăn nó nói rồi mà bệnh hoạn nó đâu kiên cứng ngày nào đâu. <laughs> rồi cũng phải bỏ một tiếng để trả lời. Dạ. Yeah. À? Yeah. Và thưa quý vị một lần nữa thì công ty Princess Playstyle trong năm mới này sẽ có rất là nhiều những cái chương trình promotion. À, xin quý vị chú ý theo dõi và nhân đây thì Phạm Khanh cũng xin gửi đến quý vị thông báo đó là cuối tháng 2 này thì chúng tôi sẽ tổ chức chương trình phát thưởng cho những quý vị đã trúng thưởng trong chương trình thương mại quà tặng trên Lý do Sài Gòn TV cùng với Phạm Khanh cũng như là trong chương trình thoát show bác sĩ có những cái phần quà tặng đó thì quý vị cũng sẽ chúng tôi sẽ tập trung hết tất cả những phần quà tặng đó. À, xin quý vị liên lạc với Phạm Khanh theo số điện thoại là 714 653 0605. À, cho chúng tôi biết tên và cũng như là quý vị đã trúng những phần thưởng nào để Phạm Khanh lập danh sách và gửi về cho công ty. À, công ty sẽ chuẩn bị những phần quà tặng đó để phát thưởng cho quý vị vào ngày cuối tháng 2. Phạm Khanh sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm sau cho quý vị. Bây giờ xin quý vị vui lòng là liên lạc với Phạm Khanh càng sớm càng tốt. 714 653 0605 và trong ngày năm đầu năm mới này thì chắc chắn là công ty cũng sẽ có những cái phần lì xì đến khán giả thưa bác sĩ Bây giờ thí dụ một chút xíu nữa ai gọi vô chút Tết bác sĩ hỏi một câu nào đó lì xì một cái uh, lọ thuốc dược thảo. Và dạ, ra cái đầu năm mới. Đầu năm mới cho vui anh May mắn cho vui. Dạ. qua. À. Ngày, ngày hôm ngày hôm qua mùng một Tết anh Phạm Khanh đi đâu không? Dạ mùng một Tết thì Phạm Khanh có đi một số những cái chương trình phóng sự uh, Nếu bác sĩ và cũng có một số khán giả xem đó là đốt pháo mua lần ở Phú Lộc Thọ uh, rất dạ. là nhiều quan chức uh, ở quận Hà Orange County thành phố đến tham dự. Uh, bà con đồng hương coi rất là đông xem rất là đông phanh đón cũng khoảng từ 1.000 đến 2.000 người đó thưa bác sĩ xem đốt pháo mà đốt pháo dài lắm lâu lắm yeah. còn còn cô luôn mới linh cái không nhà có có những cái chương trình tết ở những nơi cũng thú vị lắm bác sĩ yeah. Yeah. Và... Yeah. thì ngày hôm qua thì thường thường anh biết là hay tới cái ngày dỗ là ngày một tết đó, là cất, tất cả các bác sĩ hợp lại để mà đi uh, ngày dỗ dỗ tổ cái cái ông Ngôn tổ của mình tổ ngành y ngành y dạ. Yeah. Yeah. Yeah hai thượng làng ông yeah. Yeah, Qua đà rồi cũng đốt nhang rồi cũng vui Hay quá yeah. à. À, Thưa quý vị thế đó là chương trình kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita Luân Quy Linh Và Phạm Khanh à, Chúng tôi xin dành một số phút Để giới thiệu về một số cơ sở thương mại Bảo trợ cho đài Và sau đó chúng tôi sẽ trở lại Và xin mời vị gọi vào chúc Tết à, Bác sĩ Morita và công ty Princess Lifestyle